Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tin vui cho nhân loại cũng như người Việt Nam là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tính đến chuyện kiện Trung Quốc vì đã tích trữ đồ bảo hộ y tế. Các công ty sản xuất trang thiết bị bảo hộ hàng đầu của Mỹ nói với Tòa Bạch Ốc là Trung Quốc cấm họ xuất khẩu các sản phẩm mà họ đã sản xuất từ Trung Quốc giữa lúc đại dịch virus Vũ Hán đang lên cao trào và Bắc Kinh đang dồn thị trường bảo hộ trên thế giới vào trần tường. Theo tờ New York Post, một quan chức cao cấp của Nhà Trắng cho biết giám đốc điều hành của tập đoàn 3M và Honeywell nói với các quan chức Hoa Kỳ rằng chính phủ Trung Quốc vào tháng 1 đã cấm xuất khẩu khẩu trang y tế N95 của hãng 3M, giày, găng tay và các vật tư y tế khác được sản xuất bởi nhà máy của họ ở Trung Quốc. Luật sư của Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 5 tháng 4 chính quyền Trump đang cân nhắc hành động pháp lý với Trung Quốc về hành vi này. Trong luật hình sự so sánh hành vi này với các cấp độ chúng ta có thể cho đó là tội giết người. Jenna Ellis, cố vấn pháp lý cao cấp cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump cho biết. Jenna Ellis cho rằng trong khi mọi người đang chết dần vì nhiễm virus chính do Vũ Hán ở Trung Quốc gây ra, thì hành động có chủ ý và mang tính chất máu lạnh như của nhà cầm quyền Trung Cộng sẽ được coi là vụ giết người cấp độ 1. Ellis cho biết các hành động pháp lý chống lại Trung Quốc đang được xem xét bao gồm nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Nhân quyền châu Âu hoặc làm việc thông qua Liên Hợp Quốc. Theo một chức cấp cao của Nhà Trắng, cũng trong khoảng thời gian chính quyền Trung Quốc cấm xuất khẩu đồ bảo hộ y tế PPE, dữ liệu chính thức được đăng tải trên mạng cho thấy từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 29 tháng 2, nước này đã nhập khẩu 2,46 tỷ vật liệu phòng chống dịch bệnh và thiết bị trị giá 1,2 tỷ đô la, bao gồm hơn 2 tỷ khẩu trang và hơn 25 triệu đồ bảo hộ từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, cũng như Úc, Brazil và Campuchia. Dữ liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc chỉ ra một nỗ lực nhằm lũng đoạn thị trường thế giới về đồ bảo hộ y tế PPE như găng tay, kính bảo hộ và mặt nạ thông qua các giao dịch mua tăng mạnh, ngay cả khi Trung Quốc, nhà sản xuất PPE lớn nhất thế giới, đã hạn chế sản xuất xuất khẩu và quan chức Nhà Trắng cho biết. Theo New York Post, Michael Westwell, một thành viên sáng lập của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Liên bang Mỹ, Trung, cho biết là việc tích trữ đồ bảo hộ y tế của Trung Quốc đã khiến cho các bệnh viện ở Mỹ bị thiếu các thiết bị bảo hộ trong đại dịch. Vào thời điểm mà nhu cầu đang tăng lên nhằm đối phó với dịch bệnh, Trung Quốc và tích trữ tất cả các sản phẩm để sử dụng riêng, Michael Westwell cho biết. Christian Wirthen, cựu cố vấn ngoại giao và thương mại cấp cao của chính quyền George Bush và Trump, đã nói rằng sự kiểm soát của Trung Quốc đối với đồ bảo hộ y tế là chiến tranh chính trị. Khi chúng ta vượt qua được cuộc khủng hoảng này, tôi nghĩ rằng sẽ có những cơn thịnh nộ, không chỉ là sự lo ngại mà là giận dữ trong nghị viện và từ người dân Mỹ về chính quyền Trung Quốc, rằng chính quyền Trung Quốc là có tội theo cách này hay cách khác, ông Winston nói theo New York Post. Hiện nay, chính quyền của Donald Trump đang cân nhắc kiện Trung Quốc về những hành động bị cáo buộc này. Một luật sư của Tổng thống được Post News dẫn lời hôm ngày 5 tháng 4. Trong luật hình sự so sánh việc này với các mức độ giết người, bà Jenna Ellis, một cố vấn pháp lý cao cấp của chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump nói. Người ta đang chết dần chết mòn khi bạn có những hành động cố ý, có dự trù và có mưu giết người không đấm tay như kiểu của Trung Quốc hiện nay, thì đây được xem là giết người ở cấp độ 1. Bà Ellis nói có các biện pháp lựa chọn đang được cứu xét, bao gồm kiện trước Tòa án Nhân quyền châu Âu hay làm việc qua Liên Hợp Quốc. Giám đốc điều hành của công ty 3M Honeywell nói với các giới chức Mỹ là chính phủ Trung Quốc bắt đầu chặn việc xuất khẩu khẩu trang N95, máy thở, giày, găng tay và những sản phẩm khác do các công xưởng của họ tại Trung Quốc sản xuất. Theo lời một giới chức cao cấp ở Tòa Bạch Ốc, Trung Quốc trả tiền cho nhà máy sản xuất theo giá bán sỉ tiêu chuẩn nhưng cấm các sản phẩm và trang thiết bị thiết yếu này và xuất cho bất cứ một ai, viên chức này nói. Và trong khi đó, dữ liệu trang mạng cho thấy Trung Quốc nhập 2,46 tỷ đơn vị chất liệu phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trong thời gian từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 29 tháng 2. Viên chức của Tòa Bạch Ốc cho hay các trang thiết bị này trị giá gần 1,2 tỷ đô la gồm hơn 2 tỷ khẩu trang và hơn 25 triệu chất liệu để may quần áo bảo hộ đến từ các nước trong Liên hiệp châu Âu cũng như Úc, Brazil và Campuchia. Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc chứng tỏ nỗ lực dồn thị trường thế giới về các mặt hàng bảo hộ bằng cách tăng cường mua một số lượng cực lớn các mặt hàng này. Trong khi đó thì Trung Quốc, nước sản xuất trang bị bảo hộ lớn nhất thế giới, đã hạn chế xuất khẩu, giới chức này nói. Tuần qua, Tổng thống Donald Trump áp dụng luật sản xuất quốc phòng để ra lệnh cho các công ty 3M có trụ sở ở Charles, Minnesota ưu tiên sản xuất xuất khẩu và các loại khẩu trang như N95 cho cơ quan quản trị cấp liên bang FEMA. Ông Michael Westwell, thành viên sáng lập của Ủy ban duyệt xét kinh tế và an ninh Mỹ-Trung, xác nhận tình hình này và nói với Trung Quốc dùng mánh khóe đã khiến cho các bệnh viện ở Mỹ thiếu hụt trang thiết bị bảo hộ trầm trọng để chống lại khủng hoảng của dịch bệnh virus do chính Trung Quốc tung ra. Ông Westphal nói một số hành động của Trung Quốc có lẽ là bất hợp pháp nhưng mang sự kiện này ra trước pháp luật giữa lúc chúng ta đang trong cơn khủng hoảng thì không giúp ích gì nhiều cho các bệnh nhân đang dùng máy thở trong bệnh viện. Ông Christian Wirthen, cựu cố vấn cao cấp của Ngoại giao và Thương mại của Tổng thống George Bush và chính quyền của ông Trump mô tả là Trung Quốc kiểm soát trang bị bảo hộ là một cuộc chiến tranh chính trị. Trong một tuyên bố khác, công ty Honeywell nói đối với phần lớn quý 1, Trung Quốc gánh chịu hậu quả cấp thời nhất và cuộc khủng hoảng Covid-19, do đó tất cả các khẩu trang từ các cơ sở liên hệ được sử dụng vào tiêu thụ nội địa ở địa phương. Ngày 5 tháng 4, công ty 3M không trả lời yêu cầu của bình luận, nhưng trong một tuyên bố tuần trước, công ty cho biết đã được Trung Quốc cho phép xuất khẩu 10 triệu mặt nạ N95 do họ sản xuất tại Trung Quốc. Ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của ông Trung và người hướng dẫn chương trình phòng chiến tranh đại dịch, nói thái độ của Trung Quốc tương tự như đại họa Chernobyl ở Nga. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington DC không trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên. Tình hình sức khỏe của lãnh đạo của xứ người và xứ ta như thế nào và bệnh tình của anh Thuấn ca thứ 21 hiện nay ra sao? Chỉ vài tiếng sau khi nữ hoàng Anh ra thông điệp cho thần dân Vương quốc Anh và khối thịnh vượng chung, Thủ tướng Boris Johnson đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Được biết, ông Johnson, 55 tuổi, sau 10 ngày bị nhiễm virus corona, vẫn liên tục bị sốt nên cần phải nhập viện để được theo dõi. Và kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2020, hiện vẫn chưa biết là ông Johnson phải nằm viện bao nhiêu lâu. Ông Johnson là lãnh đạo siêu cường đầu tiên dương tính với virus corona. Sau khi xét nghiệm hôm 27 tháng 3 năm 2020, ông đã tự cách ly ở nhà tại số 10 Downing Street. Hôn thê của Thủ tướng là bà Carrie Symonds cũng đã dương tính với virus corona nhưng chỉ có triệu chứng nhẹ và đang dần phục hồi. Trước đó, Thái tử Anh là Charles cũng dương tính với virus Vũ Hán nhưng cũng đã phục hồi sau 2 tuần tự cách ly ở nhà dù đã trên 70 tuổi. Hoàng thân Morocco Albert 2, 62 tuổi, cũng đã dương tính với virus Vũ Hán vào ngày 19 tháng 3. Văn phòng của Hoàng thân thông báo tình trạng của ông không có gì đáng ngại. Còn ở Việt Nam thì bệnh nhân số 21 đang ở đâu? Tại Việt Nam, bệnh nhân số 21, viên chức nhà nước cao cấp nhất, bị nhiễm virus corona từ đầu tháng 3. Sau lần quá cảnh ở Anh trong chuyến bay từ Ấn Độ về Việt Nam, vẫn không biết tình hình sức khỏe ra sao. Đây là một bí mật nhà nước không ai được phép tung ra ngoài. Tin tức gần nhất được biết đến của bệnh nhân số 21 âm tính lần 1 vào ngày 24 tháng 3 cùng với bệnh nhân 17 Nguyễn Hồng Nhung cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Bệnh nhân thứ 17 cho đến nay đã 3 lần âm tính và bình phục hoàn toàn Và số 17 cũng được cho báo chí cho lên mục tin mừng và đã kết thúc ECMO. Sức khỏe nhiều tiến triển ngày 4 tháng 4 và cũng đã âm tính sau 3 lần xét nghiệm cuối tháng 3. Được biết đây là bệnh nhân nặng nhất nước mà giờ chỉ còn phải thở bằng máy lọc máu. Bệnh nhân số 20, 22, 24 cũng đã ổn định và ra viện. Ngay cả bệnh nhân số 34 được cho là siêu lây nhiễm ở Bình Thuận, là một bà chủ của công ty vật liệu xây dựng, cũng là thành viên gia đình, cũng đã xuất viện và đã về nhà. Mục tin vui thường xuyên công bố người bình phục và ra viện với thông tin rõ ràng, có kèm theo ảnh chụp bệnh nhân ra viện và được nhân viên y tế tặng hoa. Điều có lẽ ngược đời với phương Tây thì người được tặng hoa phải là những y bác sĩ và y tá, nhân viên y tế đã không ngần ngại nguy hiểm vất vả để chữa trị cho bệnh nhân. Nhìn chung thì nếu bệnh nhẹ thì tự khỏi từ 7 đến 14 ngày nhiễm bệnh, cho đến nay đã tròn 1 tháng bệnh nhân số 21 nằm viện. Thế thì chẳng phải là bệnh nhẹ. Kể từ lần được thông báo âm tính lần 1 cho đến nay đã chục ngày trôi qua và vẫn không nghe động tĩnh gì. Chẳng biết là bệnh nhân có thuyên giảm hay là lại tái nhiễm sau khi âm tính giả. Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đáng lẽ không nên ghé Đà Nẵng. Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đã ghé cảng Đà Nẵng trong 5 ngày kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2020. Thủy thủ đoàn đã lên bờ và giao lưu với người dân địa phương trong nhiều hoạt động như thể thao, văn nghệ, giao lưu ngôn ngữ, văn hóa, làm vườn, sơn vẽ ở nhiều nơi. Chớ trêu là cũng có cuộc trao đổi về phòng chống lây nhiễm bệnh trong chương trình hoạt động. Hôm 24 tháng 3, người đầu tiên được xác nhận dương tính với virus Vũ Hán. Chỉ 2 ngày sau, số người nhiễm bệnh đã lên con số 23 và cho đến hôm nay có tất cả 155 lính hải quân nhiễm bệnh. Viên chức hải quân tin rằng có thể lính Mỹ đã bị nhiễm bệnh ở Đà Nẵng. Chỉ huy tàu Bridge Crozier sau đó đã bị cách chức và cũng đã bị nhiễm bệnh. Khi Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc quyết định cho tàu Theodore Roosevelt ghé Việt Nam là họ đã đẩy thủy thủ đoàn vào nơi nguy hiểm, trong khi chẳng có lý do gì cấp bách để phải cho tàu sân bay Theodore Roosevelt đến Đà Nẵng vào đầu tháng 3 năm 2020. Hải quân Mỹ vẫn không thừa nhận chính thức việc lây nhiễm virus corona cho thủy thủ đoàn ở Việt Nam, và câu hỏi vẫn còn chưa có câu trả lời là tại sao Hải quân và Bộ Ngoại giao lại cho phép tàu sân bay đến Đà Nẵng để chịu nguy cơ lây nhiễm không cần thiết và giới hạn nghiêm trọng sự hiện diện của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nếu thật sự nghi vấn thủy thủ tàu của sân bay Theodore Roosevelt bị lây nhiễm ở Đà Nẵng là có thật, thì nguồn siêu lây nhiễm nằm ở đâu? Thật đáng lo. Mỹ đả kích Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ đả kích Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam hôm 2 tháng 4 là nằm trong chuỗi dài những hành động ngang ngược tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của họ trên Biển Đông. Chúng tôi vô cùng quan ngại trước tin Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam trong khu vực quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, nơi được cho là thuộc về chủ quyền hợp pháp của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus hôm thứ Hai 6 tháng 4 viết trên bản tuyên bố phổ biến trên trang mạng chính thức của Bộ này. Biến cố này là vụ sau cùng của một chuỗi dài những hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của họ và không có lợi cho các nước láng giềng ở Đông Nam Á ở khu vực Biển Đông. Trong bản tuyên bố vừa kể, bà Ortagus nêu ra một chuỗi những sự kiện Bắc Kinh hành động trên Biển Đông khi mà Việt Nam cũng như cả thế giới dồn tất cả sự chú trọng vào việc đối phó với dịch virus Vũ Hán. Từ khi đại dịch virus Vũ Hán hoành hành trên toàn thế giới, Bắc Kinh đã loan báo lập các trạm nghiên cứu mới trên các căn cứ quân sự xây tại các đảo nhân tạo và đá chữ thập và đá Subi, đáp máy bay quân sự xuống đảo nhân tạo, đá chữ thập. Trung Quốc cũng liên tục cho lực lượng bán quân sự hoạt động quanh quần đảo Trường Sa. Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ viết, bà Ortagus cũng nhắc lại cho biết cái vạch chín đoạn mà Bắc Kinh đã tự vẽ ra để tuyên bố chủ quyền hơn 80-90% Biển Đông đã bị Tòa trọng tài quốc tế tại La Haye của Hà Lan bác bỏ trong phiên xử hồi tháng 7 năm 2016 khi Trung Quốc bị Philippines kiện. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc duy trì sự chú trọng vào việc hậu thuẫn các nỗ lực quốc tế đối phó với đại dịch trên toàn cầu và ngừng ngay việc lợi dụng sự phân tâm hoặc yếu thế của các nước khác để bành trướng tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của họ trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố. Một ngày sau khi vụ đâm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi xảy ra, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam nói đã gửi thông điệp phản đối Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp tại vùng biển Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh bồi thường cho ngư dân tuyên bố chủ quyền, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh dừng tất cả những việc làm phi pháp trở lại và trừng phạt những kẻ đã gây ra tai họa trên Biển Đông. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 4, Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc lại ra một bản thông cáo vu vạ ngược lại tàu đánh cá của Việt Nam đã đâm vào tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 4301 rồi chìm. Đó là lời lẽ ngang ngược của kẻ mạnh vì một chiếc tàu gỗ bọc gỗ của ngư dân Việt Nam chỉ có hơn chục tấn lại liều lĩnh đâm tàu vỏ sắt hàng ngàn tấn và võ trang đại bác của Trung Quốc chỉ để tự sát. Hình ảnh do ngư dân chụp thấy phổ biến tại trên báo Thanh Niên ba chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc tham gia đâm chìm và uy hiếp tàu cá Việt Nam gồm các tàu mang biển số 4301, 4001 và 3001. Hôm thứ Bảy, tờ Thanh Niên thuật lời của ngư dân Võ Duy Khánh, 36 tuổi, một trong những nạn nhân trên chiếc tàu QNG 90617TS bị đâm chìm cho biết khi ngư dân đang ngủ thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm, hoàn toàn khác với lời lẽ của Cục Hải cảnh Trung Cộng. Không những vậy, khi các tàu đánh cá khác của Việt Nam trong khu vực chạy đến ứng cứu thì bị các tàu hải cảnh của Trung Cộng uy hiếp, tấn công, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Virus Vũ Hán làm sâu sắc thêm cơ hội thoát chung cho Cộng sản Việt Nam. Trung Cộng là nơi bùng phát dịch từ cuối năm 2019 và cho tới đến nay, về cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, trên thế giới, đại dịch virus Vũ Hán vẫn lan rộng và chưa biết khi nào kết thúc, khiến cho người dân lo sợ. Đã có hiện tượng chỉ trích chế độ toàn trị tại Trung và với lý do phát tán thành đại dịch toàn cầu trong khi nhà cầm quyền của Trung Cộng khuếch trương chiến thắng. Chế độ chính trị có liên quan đến phương thức và kết quả phòng chống dịch virus Vũ Hán đang là một trong những chủ đề tranh luận gay gắt trong bối cảnh kết quả có vẻ u ám hơn cho chính phủ và dân chủ chế độ chuyên chế được cho là hiệu suất cao. Việt Nam có chế độ tương đồng với Trung Quốc và Đảng Cộng sản toàn trị. Chính quyền cũng đang căng mình chống dịch bằng nhiều chính sách cấp bách, trong đó tránh không lặp lại những sai lầm từ cách làm của chính quyền Trung Cộng là một trong những lựa chọn. Những tác động nặng nề đến kinh tế từ Trung Cộng và sự lựa chọn cách phòng chống virus Vũ Hán của Việt Nam làm cho sâu sắc thêm cơ hội thoát chung trong thời điểm này. Thế giới đang hoảng loạn, Mỹ và châu Âu hiện vẫn đang là tâm điểm của đại dịch và số người lây nhiễm và số ca tử vong tăng cao từng ngày. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, đến ngày 6 tháng 4 năm 2020, tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán là 1.273.794 người, 69.419 ca tử vong và 260.193 người được bình phục. Trong đó Mỹ ba chỉ số tương ứng là 333.958 và 9.626 và 17.407 và Trung Quốc còn 81.708, 3.331 và 77.078. Trung Quốc biểu tượng cho chế độ toàn trị và phương Tây là chế độ dân chủ luôn tranh luận trong nhiều vấn đề toàn cầu, trong đó có kinh tế và dân chủ, và nay là đại dịch virus Vũ Hán. Trong khi chính phủ các nước phương Tây đang lúng túng và ràng buộc các thể chế, chẳng hạn như ở Mỹ và tu chính án số 10 Hiến pháp về quyền và tiểu bang và liên bang và ý thức hệ về quyền tự do cá nhân để đưa ra các chính sách, thì ngày 4 tháng 4 năm 2020, chính quyền Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của virus Vũ Hán, phát tín hiệu rằng tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và sau hơn 2 tháng chiến đấu với virus Vũ Hán kể từ ngày bùng phát tại thành phố Vũ Hán. Ngoài ra, nhà nước Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm viết lại lịch sử xuất phát của con virus Vũ Hán chủng mới. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang nỗ lực biến thảm họa quốc gia thành một chiến thắng toàn cầu, trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây chỉ trích của nhà cầm quyền Trung Quốc che giấu sự thật về loại virus chủng mới trong nhiều tuần khiến cho lây lan thành đại dịch của toàn cầu. Ngoài ra, việc phong tỏa Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc với khoảng 60 triệu dân với các biện pháp bị coi là nghiệt ngã, tàn nhẫn và vi phạm các quyền con người ở đây. Chính phủ Việt Nam có các cách tiếp cận nghiêm túc trong phòng chống đại dịch virus Vũ Hán. Từ cuối tháng 1 năm 2020 khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên đến nay, chính quyền đã nâng dần cấp độ nguy hiểm của đại dịch bệnh đến việc chuyển trạng thái xã hội sang thời chiến. Ban đầu cách ly tập trung những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm, đồng thời với phong tỏa có chọn lọc. Các ổ dịch trên địa bàn hành chính là hai biện pháp được áp dụng. Đến cuối tháng 3, phòng chống dịch virus Vũ Hán được chuyển sang thời chiến, chống dịch như chống giặc, ở nhà là yêu nước, khi hai ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai và Hà Nội và quán Buddha ở thành phố Hồ Chí Minh được xác định là nơi có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Ngày 31 tháng 3, ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị số 16 trên CTTTG về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch virus Vũ Hán, trong đó tập trung vào cách ly xã hội. Nhiều thế hệ người dân Việt Nam phải trải qua cuộc chiến tranh, bởi vậy việc chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến, mặc dù chỉ là kêu gọi của các nhà lãnh đạo, làm trỗi dậy bản năng sinh tồn và gắn kết, sẵn sàng vượt qua khó khăn thử thách. Khi đó cả hệ thống chính trị vào cuộc, hành động quyết đoán của lãnh đạo được khuyến khích và các nguồn lực xã hội và của người dân về vật chất và tinh thần được huy động cho các hoạt động chống đại dịch. Trạng thái thời chiến có thể mở rộng khả năng cho các chính sách công hướng tới người dân, hỗ trợ cho người lao động nghèo, đối tượng yếu thế, chịu ảnh hưởng sâu từ đại dịch, tăng cơ hội thể hiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, mọi thành phần, tầng lớp xã hội, nhưng đồng thời cũng thu hẹp cửa cho trục lợi bất chính. Vai trò của chính quyền, cá nhân, người lãnh đạo được thực sự quan trọng. Tình huống khẩn cấp trong chống virus Vũ Hán và các tư lệnh mặt trận, các lãnh đạo chính phủ được người dân ghi nhận. Nhưng sự chậm trễ xuất hiện của các giới lãnh đạo Đảng Cộng sản, nhà nước khiến cho người dân băn khoăn về tầm mức của cuộc chiến. Nói chung, thời chiến hay những tình huống khẩn cấp của quốc gia có thể biểu thị ưu thế của chế độ toàn trị, nhưng thời bình mới phản ánh được bản chất của nó. Việt Nam là quốc gia có ý thức hệ cộng sản nhưng có chính sách tích cực đa phương hóa trong quan hệ quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Về đại dịch virus Vũ Hán, chính phủ Việt Nam đã trung lập trong nhìn nhận về thái độ ứng xử các quốc gia khác, đặc biệt là chế độ chính trị. Trong phát ngôn truyền thông chính thức hay các bài chính luận, hầu như không xuất hiện bình luận hay nhận định về việc chọn an toàn hay quyền riêng tư của người dân. Chính quyền đã ban hành và thực hiện các chính sách phòng chống dịch khá mềm mỏng, đôi khi có bình luận là nửa vời, nhưng có lẽ là phù hợp và theo quan sát của cá nhân, phong cách và cách phong tỏa cực đoan cả một thành phố hay một tỉnh với nhiều triệu dân kiểu Vũ Hán, Hồ Bắc của Trung Quốc đã không là một lựa chọn. Mặt khác, các nhà lãnh đạo cũng linh hoạt trong hoạt động, hành động mà không cảm thấy áp lực phải che giấu nguy cơ của dịch bệnh, cho dù để tránh làm tổn thương nền kinh tế hoặc để bảo vệ lợi ích cá nhân của họ. Những nghiên cứu đánh giá tác động của đại dịch virus Vũ Hán đến kinh tế và xã hội đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang cảnh báo về hậu quả nặng nề và lâu dài. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng từ Trung Quốc và suy giảm thị trường ngày càng rõ hơn đối với kinh tế Việt Nam. Liệu có cơ hội như thế nào trong tình hình khó khăn này? Từ những nỗ lực phòng chống đại dịch và việc rút ra bài học về chính sách có ý nghĩa, quan trọng cho sự độc lập và bền vững phát triển của đất nước, vòng kim cô ý thức hệ và cơ sở thực tế trải nghiệm của Trung Quốc do không thừa nhận công khai đã tạo ra tính chất nước đôi vừa muốn lại vừa sợ. Thị trường trong quá trình chuyển đổi kinh tế khiến cho vận dụng một số chính sách trở nên giò đá qua sông, bỏ lỡ cơ hội hoặc thậm chí bị phản đối từ nhân dân, từ dân chúng và từ nhân dân. Ví dụ điển hình từ dự luật đặc khu hành chính kinh tế là sự thất bại chính sách khi đã không thể được thông qua bởi làn sóng biểu tình của người dân trước lo ngại xâm phạm chủ quyền biển đảo. Ngoài ra, thuyết âm mưu về chính sách như việc tiếp nối cho sáng kiến một vành đai một con đường cũng được lan truyền, đang được coi là bẫy nợ đối với các nước đang phát triển. Bài này được phổ biến trong bối cảnh thời chiến chống đại dịch virus Vũ Hán, khi mà cả nước có tổng số ca nhiễm 241 người, chưa có số ca tử vong và 91 người đã bình phục. Mặc dù dân chúng tiếp tục được cảnh báo về sự hiện diện nguy cơ và thúc đẩy thực hiện các biện pháp cấp bách, nhưng lần này niềm tin chính sách đã tăng lên và hy vọng đại dịch sớm được kiểm soát. Thoát chung là một trong những quá trình nhận thức thoát vòng kim cô, ý thức hệ giáo điều, quan hệ bình đẳng, tránh hậu quả nặng nề do lệ thuộc kinh tế, và nên cần được làm sâu sắc trong mỗi chính sách phát triển bền vững của đất nước. Đại dịch phơi bày nhiều bí mật quốc gia. Đại dịch virus Vũ Hán gây ra đã tạo nhiều sự thay đổi đảo lộn cuộc sống thường ngày của mọi người dân, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới. Chỉ trong chưa đầy một tuần lễ, trên mạng xã hội dư luận Việt Nam khá choáng váng và xáo trộn bởi những văn bản do cơ quan công quyền tại Việt Nam đưa ra. Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản khẩn cấp số 2285 trên STNMT CTR do Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Thanh Mỹ ký với nội dung chuẩn bị tinh thần cho việc ứng phó khẩn cấp với dịch virus Vũ Hán gây ra. Văn bản có đoạn nguyên văn như sau: đặc biệt với tình huống cần phải hỏa táng, các bệnh nhân nặng nhiễm virus Vũ Hán có thể tử vong. Văn bản đã làm cho cả cộng đồng hoảng hốt, bởi hiểu theo ngôn ngữ Việt Nam thông thường thì đây là văn bản xác nhận kế hoạch thiêu sống người bị bệnh nặng do nhiễm virus có thể tử vong, nghĩa là hỏa thiêu khi họ đang còn sống. Khi văn bản này được đưa lên mạng xã hội, ngay lập tức đám dư luận viên thường được cư dân mạng gọi là bò đỏ đã lập tức được lệnh nhảy vào các diễn đàn, các trang cá nhân đưa văn bản này lên và phủ nhận văn bản này có thật, rằng đây chỉ là fake news và sản phẩm của Photoshop từ đám phản động hoặc thế lực thù địch. Đám dư luận viên bò đỏ bằng những lời lẽ hết sức thô tục và dùng đủ mọi thứ bẩn thỉu rác rưởi để chửi bới trên mọi diễn đàn theo một giọng thường thấy, và đám này đặc trưng rằng thì là văn bản mà lại viết hình tình huống rồi virus Vũ Hán 19 thì đúng là loại ngu xuẩn, vô học và không có nhận thức xã hội. Làm gì có chuyện làm cán bộ nhà nước đến chức phó giám đốc sở mà trình độ lại như thế được. Học sinh lớp 3 nó cũng đã viết đúng chính tả chứ chưa nói gì đến cán bộ, lại là giám đốc sở của cả một thành phố lớn như Sài Gòn. Rằng thì là văn bản này được Photoshop rõ ràng, ai ánh mắt sẽ nhận thấy, và chỉ có loại phản động mới làm nên được văn bản này. Đích thị là phản động mới làm ra thứ đó để chứng tỏ mình phản dân hai nước, chứ người có lương tâm ai lại dám nói đến việc thiêu sống cả người bệnh. Rằng thì là rõ ràng đây không thể là công văn được cơ quan nhà nước ban hành, bởi vì để ban hành một công văn ngoài người soạn, người duyệt, người đánh máy, kiểm tra rồi được trở lại, người ký đóng dấu, đủ các thủ tục dài dòng và thòng lòng với bao nhiêu người mới có thể có được cái công văn, thì không thể để sai sót được. Nếu sai sót thì hóa ra cả cái Sở Tài nguyên và Môi trường của một thành phố lớn nhất Việt Nam lại lớn thế mà lại ngu cả lũ à. Nhiều người nghe đám bò đỏ bằng mọi cách phân bua, phủ nhận, thậm chí là còn vẽ chỗ nọ bồi chỗ kia trên văn bản để chứng minh sự dốt nát của người làm văn bản, thì cũng hoang mang cho rằng đây là văn bản giả trăng. Thế rồi ngày hôm sau, sở này có văn bản thu hồi văn bản nói trên. Sở này cùng với Sở Văn hóa, Thông tin và Truyền thông phải tổ chức họp báo thanh minh thanh nga rằng là có sai sót. Ngày hôm sau nữa, Ủy ban thành phố có văn bản số 2537 trên VPTH phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường về văn bản số 2285 trên STNMT-CTR và yêu cầu kiểm điểm kỷ luật. Đến khi đó, đàn bò đỏ của tuyên giáo im bặt hoặc trở giọng rằng thì là cứ nhằm nhè vào những sai sót của cơ quan nhà nước để chê bai. Nhưng cũng đến khi đó thì mọi người đều công nhận những nhận xét của đám bò đỏ rằng là đứa làm ra văn bản vừa ngu vừa kém vừa thiếu học, lại phản động chống lại nhân dân thật sự. Như vậy chỉ vì một văn bản của một sở rất lớn của thành phố rất to mà cả một hệ thống đã mất đến mấy ngày loay hoay, từ văn bản thu hồi họp báo rồi Ủy ban nhân dân thành phố ra văn bản phê bình chỉ đạo, với bao nhiêu là giấy bút, báo chí và thời gian ngay giữa lúc dịch bệnh đang tăng từng ngày. tưởng rằng việc đó cũng chỉ là họa hoằn, là sơ hở không nên có, dù có bị cho là thiếu học, thiếu hiểu biết và văn hóa thấp thì cũng chỉ là xảy ra trong một cấp sở của thành phố. Nhưng không, ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký chỉ thị số 16 trên CT-TDG về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch virus Vũ Hán. Văn bản này lại một lần nữa gây hoang mang dư luận khi viết rằng thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 trên phạm vi toàn quốc với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản và cách ly xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện và tỉnh cách ly với tỉnh. Đồng thời văn bản này yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết. Cùng với việc ra chỉ thị là hệ thống báo chí bắt đầu lăng xê đến mức cao nhất. Đọc văn bản này người ta không thể hiểu cụm từ cách ly toàn xã hội nghĩa là gì. Theo định nghĩa của tiếng Việt mà mọi người đều hiểu thì cách ly là để ở nơi riêng biệt, không cho tiếp xúc với người khác. Theo đúng nghĩa này thì người ta có thể cách ly một người, một số người hoặc một địa phương, nhưng cách ly toàn xã hội thì không rõ cách ly xã hội này với cái gì. Hay đưa toàn xã hội loài người đi cách ly với loài động vật trâu ngựa. Mặt khác, cái yêu cầu chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết đã làm cho người dân không thể định nghĩa được như thế nào là thật sự cần thiết, bởi mỗi người đều có những việc khác nhau và sự cần thiết thì đối với mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, có sự cần thiết khác nhau, không thể đánh đều và đánh đồng đều. Này là một điều cần thiết với người này, chưa hẳn là cần thiết với người khác. Thế là mỗi người định nghĩa cần thiết theo cách riêng của mỗi người. Thế rồi khắp nơi bắt đầu thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Có điều là mỗi nơi thực hiện một cách khác nhau theo cách hiểu của từng người khác nhau. Có nơi đổ đất đá làm hẳn một con đê ngang với đường quốc lộ, đường vào huyện xã và nơi rào chắn, hàng rào dây thép theo kiểu rào làng chiến đấu. Có nơi thì lập trạm chốt, chặn người và xe cộ đi lại lưu thông. Thế là tất cả mọi cuộc đi lại lưu thông đều bị ngăn chặn, thậm chí là người đi bệnh viện cũng hết đường. Đồng thời lực lượng bảo vệ công an được huy động tối đa và họ thả sức hành động theo cách hiểu biết và suy nghĩ vốn hẹp của mình và suy diễn từ văn bản của chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nghĩa là tất cả mọi nơi đều thả sức suy diễn và hành động theo ý thích của mình và người dân cứ vậy mà chấp nhận, dù cái định nghĩa kia cả người thực hiện lẫn đối tượng đều không hiểu Thủ tướng định nói gì. Chính vì vậy mà nhiều điều hết sức hài hước đã làm cho dư luận ngày càng hoang mang và hỗn loạn hơn. Cũng vì thế, chỉ trong có mấy ngày sau đó, Văn phòng Chính phủ lại lên đài truyền hình và báo chí giải thích rằng cái này được cái kia không, rằng ý tưởng Thủ tướng thế nọ còn cái kia không đúng ý của Thủ tướng. Và đất nước cứ như một trò hề, mỗi người diễn một vở và chẳng ai hiểu ai. Thế rồi 5 ngày sau lại chính cái văn phòng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại có văn bản của văn phòng số 2601 VPCP-KCVX để hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 16 của CT-TTG. Có thể nói rằng với một cơ quan của thành phố, cán bộ ra văn bản mà đám bò đỏ xác nhận rằng như vậy là chưa đủ trình độ lớp 3 thì đã đành là hiện tượng phổ biến. Nhưng đến giờ mà Thủ tướng mà nói một câu ra một văn bản để cho cả xã hội không thể hiểu được, dẫn đến việc loạn thì quả là bó tay. Và thế là trên mạng Internet nhiều người đã phải khuyên Thủ tướng rằng có lẽ với trình độ của Thủ tướng mà như thế thì ngoài các ban bệ cần thiết để soạn thảo văn bản tham mưu đủ mọi mặt thì cần thêm một ban tham mưu về ngôn ngữ nữa mới đủ. Có lẽ không phải điều này mà Thủ tướng không nghĩ đến, nhưng điều này thật khó vì người ta có thể tham mưu nhiều thứ, nhưng với trình độ CLMV như câu chuyện vẫn truyền miệng về Thủ tướng thì quả là rất khó có ai có thể tham mưu được. Và để khắc phục những điều đó là việc ngoài khả năng của các quan chức cộng sản ngày nay. Theo thông tin từ cơ quan chức năng của nhà nước thì đến nay con virus Vũ Hán chưa giết chết người nào tại Việt Nam, nhưng nó đã giết chết khá nhiều uy tín chính trị cũng như bộc lộ trình độ của nhiều người vì nó đã làm lộ nhiều bí mật quốc gia. Mỹ xem xét trừng phạt Trung Quốc vì giết người cấp độ 1. khi trục lợi của đại dịch. Bà Jenna Ellis, một cố vấn pháp lý của Nhà Trắng, nói với tư cách cá nhân, người dân đang chết khi mà Trung Quốc đã có những hành động máu lạnh khi mà đã tung dịch bệnh ra toàn thế giới. Và bây giờ thì họ lại cấm xuất khẩu các trang thiết bị y tế như khẩu trang và một số các trang thiết bị khác cần thiết cho công cuộc phòng chống đại dịch virus Vũ Hán. Như thế là cố ý giết người và nước Mỹ cần phải có một biện pháp trừng phạt thật thích đáng cho nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là Tập Cận Bã. Dịch virus Vũ Hán ngày 7 tháng 3, Pháp tử vong 833 ca, Mỹ thêm 27.000 người bị nhiễm. Pháp ghi nhận thêm 833 ca tử vong trong 24 giờ, mức tăng cao nhất từ đầu mùa dịch, trái ngược với các diễn biến tích cực khoảng một tuần qua. Thủ tướng Đức ghi nhận virus Vũ Hán là thử thách lớn nhất của EU tới nay. Mỹ thêm 27.000 ca nhiễm mới và số ca tử vong đã vượt 10.000. Theo cập nhật của trang Worldometer lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 7 tháng 4 giờ Việt Nam, nước Mỹ đã ghi nhận thêm 27.415 ca bệnh virus Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 364.088 ca. Trong khi đó, số ca tử vong do virus Vũ Hán ở Mỹ tăng thêm 1.176 ca lên tổng cộng 10.792 ca. Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm đứng đầu thế giới và số ca tử vong do virus Vũ Hán đứng thứ 3 thế giới sau Ý và Tây Ban Nha. Pháp ghi nhận số ca tử vong mới kỷ lục. Ngày 6 tháng 4, Pháp ghi nhận có 833 ca tử vong do virus Vũ Hán bên trong các bệnh viện và viện dưỡng lão trong vòng 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong tăng thêm trong một ngày cao nhất tới nay ở nước này. Trước diễn biến này, Pháp đã ghi nhận các tín hiệu tích cực khi số ca tử vong tăng thêm ngày 5 tháng 4 chỉ là 357, mức tăng thấp nhất trong khoảng một tuần, làm dấy lên những hy vọng rằng nước này đã chạm đỉnh dịch. Và tuy nhiên, với diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran nhận định nước này vẫn chưa tới giai đoạn đó. Hiện số ca tử vong do virus Vũ Hán ở Pháp là 8.911 ca, cao thứ tư thế giới sau Ý, Tây Ban Nha và Mỹ. Hãng tin AFP bình luận các con số này nhắc nhở nước Pháp bị phong tỏa từ ngày 17 tháng 3 để làm chậm sự lây lan của virus Vũ Hán về con đường dài phía trước sau khi các dữ liệu cho thấy cải thiện trong vài ngày. Thủ tướng Đức, EU đang đối diện với những thử thách lớn nhất. Ngày 6 tháng 4, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng đại dịch virus Vũ Hán là thử thách lớn nhất với Liên minh châu Âu EU tới nay và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh của khối để vượt qua khủng hoảng. Theo tôi, Liên minh châu Âu đang đối diện với thử thách lớn nhất kể từ lúc thành lập. Chúng ta đang gặp một thử thách y tế lớn ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia thành viên, bà Merkel nói. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên về virus Vũ Hán. Hãng tin AP dẫn thông tin từ các nhà ngoại giao ngày 6 tháng 4 cho hay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên về đại dịch virus Vũ Hán vào ngày 9 tháng 4 tới, sau nhiều tuần bất hòa giữa 5 thành viên thường trực. Tuần trước, 9 trên 10 thành viên không thường trực đã chính thức yêu cầu tổ chức một cuộc họp có mặt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài. Chính phủ Morocco cho hay kể từ ngày 7 tháng 4, nước này bắt buộc bất cứ ai ra ngoài phải đeo khẩu trang đối phó với dịch virus Vũ Hán. Người nào không tuân thủ quy định mới có thể sẽ bị phạt tù lên đến 3 tháng và phạt tới 1.300 dirham. Khẩu trang sẽ được bán với giá 0,8 dirham, 0,08 đô la mỗi đơn vị đã được trợ giá. Phát ngôn Bộ Công nghiệp Morocco Moucharef cho hay quốc gia Bắc Phi này có kế hoạch sẽ tăng sản xuất khẩu trang lên mức 6 triệu mỗi ngày vào tuần tới, tăng từ 3,3 triệu cái hiện tại. Israel phong tỏa toàn quốc gần 3 ngày. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo sẽ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 7 tháng 4 đến 10 tháng 4 để ngăn dịch virus Vũ Hán lây lan trong suốt kỳ nghỉ lễ Do Thái Passover, lễ vượt qua ở nước này. Thời gian có hiệu lực cụ thể từ 16 giờ chiều ngày 7 tháng 4 tới sáng ngày 10 tháng 4 theo trang Times of Israel. Trong một bài phát biểu thông qua trên truyền hình, ông Netanyahu cho biết các hạn chế đi lại sẽ được siết chặt trong ngày 7 tháng 4 và rằng người dân Israel sẽ bị cấm rời khỏi nhà vào tối ngày 8 tháng 4 và khi các gia đình thông thường sẽ ra ngoài để tham gia các hoạt động truyền thống trong dịp lễ trên. Hoạt động di chuyển giữa các thành phố sẽ bị cấm trong gần 3 ngày nay. WHO ưu tiên khẩu trang cho nhân viên y tế nếu dỡ bỏ phong tỏa phải làm từng bước. Ngày 6 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ lo ngại rằng công chúng sử dụng quá nhiều khẩu trang y tế có thể làm gia tăng tình trạng thiếu hụt khẩu trang dành cho các nhân viên y tế, những người đang ở tuyến đầu chống dịch virus Vũ Hán. Theo hãng tin Reuters, WHO cho rằng việc công chúng sử dụng khẩu trang có thể sẽ hợp lý ở những nơi mà các biện pháp khác như rửa tay và giãn cách khó thực hiện. Đồng thời, WHO cho biết lệnh phong tỏa được áp dụng tại nhiều nơi đang cho thấy hiệu quả trong việc cản trở sự lây lan virus Vũ Hán và bất kỳ quyết định dỡ bỏ và hạn chế đều sẽ cần một cách tiếp cận chuẩn và từng bước dựa trên dữ liệu. Chỉ dùng khẩu trang thôi sẽ không thể chấm dứt được đại dịch. Các quốc gia phải tiếp tục truy tìm cách ly và tìm trị mọi ca nhiễm, đồng thời theo dõi mọi hoạt động tiếp xúc. Tổng giám đốc WHO Tedros phát biểu tại một cuộc họp báo. Cũng theo WHO, hiện thế giới cần gần 6 triệu y tá, đặc biệt là tại châu Phi, Đông Á, Trung Đông và Nam Mỹ. Y tá là xương sống của bất kỳ hệ thống y tế nào. Tại ông Tedros nói và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ cho các y tá và các y bác sĩ tại tất cả các bệnh viện trên toàn thế giới. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.